Tổng bí thư Kim Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng hôm 28 tháng 1 trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới. Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập nói rằng 2018 đánh dấu 10 năm ngày hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và trong khoảng thời gian đó hai quốc gia đã thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo truyền thống, tăng cường trao đổi và củng cố lòng tin. Trung Quốc và Việt Nam đã làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác thực tiễn trong nhiều lĩnh vực và nhận ra lợi ích chung và cùng có lợi, ông Tập nói theo Tân Hoa Xã. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng Tết Nguyên Đán đánh dấu một sự khởi đầu mới và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới, lớn hơn nếu cả hai cùng nỗ lực. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trọng bày tỏ sự sẵn lòng hợp tác với ông Tập để củng cố những gì đã đạt được trong quan hệ song phương, gia tăng các chuyến thăm và trao đổi cấp cao và củng cố lòng tin chung về chính trị. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thư chúc Tết, ông trọng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước đã giành được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm qua giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì hợp tác trên các lĩnh vực được thúc đẩy tích cực giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước được tăng cường góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển tốt đẹp bền vững nhà lãnh đạo việt nam viết theo vov Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giữa tháng này nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc 1.450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị. Bà Hoa nói thêm rằng một điểm quan trọng là hai nước cùng cho rằng hàng hải là vấn đề duy nhất vẫn chờ được giải quyết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cũng trong tháng này, Việt Nam xuất hiện nhiều lần trong phúc trình tình báo quốc phòng của Mỹ đánh giá về sức mạnh quân sự của Trung Quốc công bố báo cáo có tên gọi sức mạnh quân sự trung quốc hiện đại hóa lực lượng để chiến đấu và giành thắng lợi trung tướng robert p ashley jr giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng mỹ nhắc tới cuộc chiến biên giới giữa trung quốc và việt nam ông nói rằng hành động quân sự là một phần không thể thiếu trong quá trình đàm phán ngoại giao của trung quốc sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam mới đây nói bộ không đủ thẩm quyền ngăn chặn quy định của Hà Nội hạn chế việc người dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân, một luật sư cho rằng bộ né tránh trách nhiệm và người dân nên kiện ra tòa về quy định bị xem là trái luật. Tranh cãi đã nổi lên hồi đầu tháng 1 sau khi chính quyền thủ đô Việt Nam ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Đức Trung ký. Một điều trong nội quy nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở nêu trên để làm việc, họ không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Bản nội quy thường gọi là quyết định số 12 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 2019, bị công chúng các nhà hoạt động và một số chuyên gia pháp lý phản đối cho rằng nó vi hiến. Báo chí trong nước hồi giữa tháng 1 cho biết những phản ứng về bản nội quy của Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ, khi đó được báo chí dẫn lời nói rằng Cục của ông đang cho tiến hành kiểm tra lại quy định này. Sau gần 2 tuần, theo tin tức của Dân trí Sài Gòn Giải phóng VTC và một số trang tin khác, hôm 28 tháng 1, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba nói tại một cuộc họp báo rằng Bộ Tư pháp không đủ thẩm quyền ra quyết định kiến nghị với chính quyền địa phương là cơ quan ban hành nội quy về việc công dân không được ghi âm ghi hình tại trụ sở tiếp dân mà không được sự cho phép của người tiếp dân. Ông bà cho biết thêm là 28 tỉnh thành ở Việt Nam đã ban hành quy định cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại trụ sở tiếp dân trong nhiều năm qua và Hà Nội không phải là địa phương đầu tiên làm như vậy. Theo tường thuật của báo chí tại cuộc họp báo, vị cục trưởng giải thích rằng luật tiếp công dân không có quy định về cấm công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm tại trụ sở tiếp dân nhưng vẫn theo lời ông cục trưởng, luật này cũng nhấn mạnh là người dân khi tới trụ sở tiếp công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân. Với lập luận như vậy, ông Đồng Ngọc Ba sau đó dường như muốn chuyển trách nhiệm phân xử về vấn đề này sang trong một cơ quan khác. Các bản tin trích lời cục trưởng Ba nói rằng ở đây có trách nhiệm rất quan trọng của thanh tra chính phủ, cơ quan của chính phủ được giao tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân. Thanh tra chính phủ phải có giả soát báo cáo chính phủ để có giải pháp phù hợp, ông Ba nói thêm theo các báo. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định với VOA rằng quy định của Hà Nội nói riêng và của gần 30 tỉnh thành nói chung là trái với luật tiếp công dân. Đồng thời, theo luật sư, những phát biểu của đại diện Bộ Tư pháp là không thỏa đáng, ông Sơn nói. Bộ tư pháp đã né tránh trách nhiệm đáng nhẽ là bộ tư pháp có thể nói rằng trong cái thẩm quyền của mình là cái việc ban hành của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế thực chất là nó là gớm thì là, là là sai. Đồng ý với ý kiến từ nhiều đồng nghiệp và dư luận, luật sư Sơn nhấn mạnh là các quy định về hạn chế công dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp công dân không chỉ là trái luật mà còn trái hiến pháp vốn nêu rõ là người dân có quyền giám sát công chức viên chức và các cơ quan nhà nước. Sau khi Bộ Tư pháp từ chối phân định đúng sai về quy định gây tranh cãi của Hà Nội, ông Sơn đề xuất về động thái tiếp theo mà người dân có thể tiến hành. Thì đây nó là một cái quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội nhưng mà nó lại chứa được một cái văn bản quy phạm pháp luật. để nên công dân có thể kiện ra tòa và cái quyết định số 12 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mặc dù vậy, luật sư Sơn bày tỏ không đánh giá cao và không hy vọng gì ở các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, ông Sơn nói việc khởi kiện vẫn nên thực hiện vì đó là một dịp để cả người dân và nhà nước công khai đưa ra quan điểm một cách rõ ràng. Trên mạng xã hội, tiếp sau những phát biểu bị xem là né tránh của đại diện Bộ Tư pháp, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và bức tức. Theo quan sát của VOA nhiều người sử dụng Facebook đưa ra các ý kiến cho rằng Hà Nội và các tỉnh thành khác tìm cách hạn chế công dân ghi âm ghi hình cũng đồng nghĩa là phía chính quyền cố ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng.